Xin chào, chào mừng bạn đến với tập tiếp theo của Essential Cardano 360. Đây là kênh thông tin tổng hợp hàng tháng về tin tức và sự phát triển mới nhất từ hệ sinh thái Cardano. Trước khi chúng ta bắt đầu, hãy nhớ ấn like, đăng ký. Tháng này là kỷ niệm 6 năm của Cardano, vì vậy chúng tôi muốn gửi lời chúc mừng đặc biệt đến tất cả chúng ta. Những người đóng góp cho cộng đồng Cardano đã tham gia vào hành trình tuyệt vời này. Một sinh nhật hạnh phúc cho tất cả chúng ta. Chúng tôi đã có một tháng bận rộn tại IOG. Các đội ngũ đang chuẩn bị cho sự kiện NFTX tại Las Vegas và nhiều sự kiện khác. Tôi đang trên đường đến đó bây giờ, vì vậy chương trình sẽ ngắn hơn một chút so với thông thường, nhưng chúng tôi sẽ có một số cập nhật tuyệt vời cho bạn ngày hôm nay. Chúng ta sẽ kết nối với Adi và Sam Levitt để cập nhật về Volte và Sanjonet. Sắp tới, chúng ta sẽ có hợp tác đào tạo bờ lóc trên ở Kenya giữa IOG và Trung tâm Phát triển bờ lóc trên của châu Phi bộ phận truyền thông của chúng tôi đã có mặt tại sự kiện Re Evo vào tháng 8. Vì vậy hãy đón xem phần bản tin về những người làm việc trong hệ sinh thái các Dano và tham gia vào Intersect, tổ chức mới dựa trên thành viên. Nhưng trước tiên, hãy nói về dự án Catalyst, kết quả của quý 10 đã được thông báo vào đầu tháng. Xin vui lòng xem xét về việc gửi đề xuất trong quý tiếp theo. Hãy cùng lắng nghe những thông tin cơ bản từ Danny và Chris. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Daniel Liba từ Project Catalyst hôm nay tôi tham gia cùng với đồng nghiệp của mình chris bedding và chúng ta sẽ nói nhiều hơn về những gì đang xảy ra đằng sau hậu trường và những gì mà dự án Catalyst đang đợi chúng ta ở phía trước trừ khi bạn ẩn mình ở đâu đó bạn có thể chưa nhận ra rằng tháng này là một tháng rất đặc biệt chúng tôi vừa kết thúc cuộc bỏ phiếu của phân mười với cộng đồng lựa chọn dự án nào họ muốn thấy được xây dựng trên các dano đây thực sự là một sự đóng góp không hề nhỏ của cả cộng đồng các dano trên thực tế hơn 400.000 phiếu bầu đã được thực hiện minh bạch trong suốt chiến dịch. Tổng cộng có hơn 2,1 triệu phiếu bầu kết hợp trên tất cả các chiến dịch tài trợ cho đến nay. Đây cũng là một trong những vòng tài trợ sôi động nhất về số lượng đề xuất với hơn 1.500 ý tưởng đã được gửi. Bây giờ chúng ta biết rằng 192 người trong số họ 1.500 ý tưởng đã được, đã được gửi. Bây giờ chúng ta biết rằng 192 người trong số họ đã được cộng đồng chọn để tiến hành các mục tiêu của họ. Điều này mang lại tổng số dự án được tài trợ cho đến nay trên tất cả các vòng tài trợ là hơn 1.300 đề xuất. Các con số này thật thú vị. Nhưng có lẽ bạn đang lắng nghe và tự hỏi, dự án Catalyst là gì? Những đề xuất này sẽ mang lại hiệu quả gì? Chà, Chris, bạn có thể nói với chúng tôi thêm một chút về điều đó không? Chắc chắn rồi. Danny, xin cảm ơn. Chào mọi người. Tôi sẽ giới thiệu nhanh cho các bạn về dự án Catalyst. Catalyst là công cụ đổi mới tăng tốc của các Dano với mục đích chuyển đổi chương trình tài trợ truyền thống thành một hệ thống mới. Bạn và những người trong cộng đồng các Dano gửi đề xuất, đánh giá đề xuất, đưa ra ý kiến và phản hồi thông qua xem xét của cộng đồng và sau đó bỏ phiếu cho những đề xuất bạn đánh giá cao và muốn dự án đó được tài trợ để tiến hành và thực hiện. Nó thực sự rất bây giờ chúng ta đã tổ chức 10 vòng gọi vốn thành công và như Daniel đã chỉ ra, có hơn 1.300 dự án đã được tài trợ từ hơn 100 quốc gia khác nhau trên thế giới. Đây thực sự là một cơ hội đối với các dự án mới khởi nghiệp và các nỗ lực của cộng đồng cơ sở trong hệ sinh thái các đàn nô, mang lại cơ hội dân chủ hóa cho tất cả những người muốn tham gia. Thật tuyệt vời, Chris. Bây giờ, chúng ta biết rằng quỹ 10 đã rất thú vị không chỉ vì số tiền trong quỹ tài trợ rất lớn mà còn đánh dấu vòng tài trợ. Lớn nhất từ trước đến nay với 50 triệu đô la được phân bổ nhưng còn có điều rất đặc biệt về phân. Vì nó đánh dấu lần đầu tiên nhóm Catalyst đã gửi các đề xuất của chúng tôi cho cộng đồng để xem xét, bỏ phiếu và quyết định Catalyst sẽ phát triển theo hướng nào. Điều này đưa chúng tôi lên một bậc cao hơn với cộng đồng. Rất vui mừng thông báo rằng cộng đồng các Dano đã chấp thuận đề xuất của chúng tôi. Đó là một khoảnh khắc rất, rất thú vị. Thật tuyệt vời. Chris, bạn... Thật tuyệt vời. Great. Great. bạn có thể chia sẻ sâu hơn một chút về nội dung mà các đề xuất này sẽ thực hiện, được chứ? Chắc chắn rồi. Ba đề xuất chỉ đơn giản đề cập đến hoạt động của chất xúc tác catalyst. Điều này là để cung cấp cho chúng tôi các tài nguyên và một kế hoạch thực tế về những gì cần thiết để thực hiện catalyst ở một quy mô chuyên nghiệp. Tất nhiên rồi. Chúng tôi hoạt động ở một phiên bản nâng cao. Ngoài ra, chúng ta đã có Catalyst Voice được phê duyệt để tiến hành và thực hiện. Điều này sẽ thay thế giao diện người dùng trước đây của kêu nơi bạn gửi đề xuất. Catalyst Voice It sẽ đi kèm với trải nghiệm bỏ phiếu kết nối ví web, bao gồm sự xuất hiện đầu tiên của nền dân chủ trực tiếp và Catalyst Delegate được đưa vào áp dụng trong Catalyst. Sớm thôi, bạn sẽ có thể ủy quyền quyền bỏ phiếu của mình cho các cá nhân đáng tin cậy để bỏ phiếu thay mình một sự cải thiện và tiến bộ tuyệt vời. Cuối cùng, Cuối cùng là đề xuất Catalyst Ecosystem Accelerator. Đó là một đề xuất rất tham vọng, thật sự đổi mới về cơ sở hạ tầng và thiết kế kiến trúc của tất cả các thành phần cho hệ thống bỏ phiếu Catalyst. Điều này nhằm mục đích đưa chúng ta vào một thế giới bình đẳng và phân quyền, nơi cơ sở hạ tầng có thể được dân chủ hóa và triển khai bởi bất kỳ ai. Nó sẽ thực sự cho phép hệ thống bỏ phiếu phát triển trong hệ sinh thái các DAO và tiến xa hơn nữa. Thật tuyệt vời, Chris. Bây giờ chúng ta đã biết rằng quỹ này cũng là một vòng đặc biệt về việc cải tiến quy trình. Nếu bạn chưa nghe, dựa trên sự thành công của chương trình thử nghiệm, dựa trên cơ sở các mốc quan trọng trong quý 9, lần này, tất cả các dự án được tài trợ đều đang trải qua một quy trình thẩm định rất chặt chẽ. Các thành viên trong cộng đồng giữ vai trò là, làm người xem xét các cột mốc quan trọng, đặc biệt là giúp định hình và hoàn thiện tuyên bố mốc quan trọng riêng của từng dự án, sẽ gắn liền với dự án suốt thời gian mà chúng vận hành. Đây là một mốc quả cải thiện đáng kể sự chịu trách nhiệm đối với nguồn lực cộng đồng liên quan đến các dự án được tài trợ. Điều này cũng có nghĩa là chúng tôi đang tiến rất gần đến việc phân phối ngược cho tất cả những người khác đang tham gia quỹ 10. Cho dù với tư cách là cử tri, người đánh giá cộng đồng hay trong vô số vai trò khác trong hệ sinh thái. Và bạn có thể mong đợi những khoản giải ngân đó sẽ đến vào nửa cuối tháng 10 trong vài tuần tới hãy chắc chắn rằng bạn tiếp tục theo dõi thông tin qua các kênh chính thức. Nói về tin tức, có một sự kiện đặc biệt khác đã xảy ra vài ngày trước. Đó là gì? Chris, hãy bật mí một chút về sự kiện đó cho chúng tôi. Tháng này, tôi rất vui mừng thông báo rằng chúng ta đã đạt được một mốc quan trọng tuyệt vời, sinh nhật thứ ba của Catalyst. Đây là một thành tựu to lớn đối với cộng đồng, những người đã đóng một vai trò trong Catalyst, bất kể lớn hay nhỏ, ít hay nhiều. Chúng ta đã cùng nhau miệt mài xây dựng dự án này trong suốt 3 năm nay, đã gieo mầm cho sự đổi mới cơ bản trên các Dano. Suốt 3 năm nay, đã gieo mầm cho sự đổi mới cơ bản trên các Dano. Nếu chúng ta nhìn lại thời điểm chúng ta mới bắt đầu, tất cả đều là về việc gieo mầm cho sự bùng nổ kỳ cầm Brie của các dự án cơ sở cộng đồng. Và tôi nghĩ rằng chúng ta có thể khá tự tin khi nói rằng chúng ta đã đạt được mục tiêu đó với hơn 1.300 đề xuất được tài trợ cho đến nay. Thật là một hành trình tuyệt vời khi chúng ta đã đồng hành cùng nhau. Tôi thực sự rất vui mừng vì chúng ta đã có khả năng xây dựng điều này cùng nhau và chúng ta cũng có sự ủy quyền để tiến lên phía trước. Tiếp tục đóng góp và cống hiến cho hệ sinh thái Cardano. Điều đó thật thú vị. Chris, cảm ơn bạn rất nhiều. Và một lần nữa, xin chúc mừng sinh nhật dự án Catalyst. Tôi háo hức chờ đợi để xem các vòng tài trợ trong tương lai sẽ mang đến gì đó thật vĩ đại cho hệ sinh thái Cardano. Cảm ơn các bạn đã đến, lắng nghe và chia sẻ cùng tất cả mọi người ngày hôm nay. Ra và chúng ta sẽ cùng định hình hành trình đó. Đừng quên tham gia thảo luận cùng nhóm Catalyst trong cuộc họp hàng tuần vào mỗi thứ tư lúc 5 giờ chiều UTC bạn có thể lấy link tham gia ở phần bình luận bên dưới. Tiếp theo, hãy nói về Volte Với nỗ lực xây dựng cộng đồng từ cuối năm ngoái, hành trình quản trị cho các Dano tiếp tục tăng tốc. Andre Gerard sẽ chia sẻ một vài cập nhật và giới thiệu Sam Ledger, người đang phụ trách giao dịch với Sam Chonet, mạng thử nghiệm SIP 1694 để quản trị các Dano. Xin chào, tôi là Adi Gerard đến từ IOG và tôi làm việc trong tổ chức Volta Communications. Volte là một giai đoạn thú vị cho bởi lóc trên các Dano có một số thông tin quan trọng, bao gồm cơ chế đồng thuận dân chủ, các tổ chức và đại diện hiến pháp. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với bạn một số tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được về các tổ chức, một yếu tố quan trọng để quản trị thành công. Một thành phần quan trọng để quản trị thành công là các tổ chức có thể giúp thúc đẩy một hệ sinh thái tiến lên này. Tôi muốn thảo luận về Intersect và một số tin tức rất thú vị đã xuất hiện cho Intersect. Như bạn biết, Intersect là một cơ quan quan trọng trong hệ sinh thái nơi các nhà phát triển. Công ty và cá nhân trên khắp hệ sinh thái có thể hợp nhất để thúc đẩy phát triển của bờ lóc trên các đa Hệ sinh thái có thể hợp nhất để hướng về phía trước cùng bờ lóc trên các đa Trong tháng này, Intersect đánh dấu cột mốc quan trọng là tổ chức đã đạt được số thành viên tham gia là 500. Đây là một con số khá ấn tượng. Đây là một thời điểm thú vị để chứng kiến nhiều cá nhân đam mê trong việc định hình tương lai của các đa nô bằng cách làm việc cùng nhau. Trong cuộc họp thường trực Intersect tháng 9 này, một số thành viên quan trọng của cộng đồng đã chia sẻ đóng góp của họ cho bờ lóc trên các đa nô và cộng đồng nói chung. Ngoài ra, có những cập nhật quan trọng từ các ủy ban, bao gồm cả ủy ban mã nguồn mở. Họ đã thống nhất về các nguyên tắc họ muốn thúc đẩy để nâng cao thực hành mã nguồn mở của các đa nô, bạn sẽ không muốn bỏ lỡ cuộc họp thường trực Thái vị tiên phong sẽ nói về việc tham gia Intersect với tư cách là thành viên sáng lập họ sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cộng đồng hợp nhất để thúc đẩy các đa nô tiến lên như một bờ lóc trên đại diện từ emmergo và iog sẽ là trung tâm để thảo luận về hy vọng của họ đối với Intersect và sự vui mừng của họ khi trở thành một phần của tổ chức này để tham gia thao Hon này bạn cần phải trở thành một thành viên và đừng bỏ lỡ bạn có thể tìm liên kết bên dưới trong ghi chú của chương trình Trở về với các thông tin chính của Voltaire, chúng ta hãy tập trung đặc biệt vào cơ chế đồng thuận dân chủ. Đáng chú ý là SIP 1694 và sự ra mắt gần đây của San chonet Tôi rất hào hứng với sự có mặt của Samuel Leather. Đây là lần đầu bạn tham gia các Dano 360. Hãy giới thiệu một chút cho chúng tôi về bản thân của bạn được không? Ồ, oh, đương nhiên rồi. Chào mọi người. Tôi là Sam Leather, Tôi đã làm việc tại IOG từ năm 2018, và hiện tôi là trưởng nhóm sản phẩm cho các đàn tại IOG từ năm 2018, và hiện tôi là trưởng nhóm sản phẩm cho các đàn Nocotech. Chúng tôi rất vui vì sự hiện diện của bạn. Chúng ta hãy bắt đầu luôn nhé. Tôi không thể chờ đợi thêm nữa. Nào, Sam, tôi biết bạn đã làm việc rất chăm chỉ trong San cho Net. Bạn có thông tin gì mới nhất không? Vâng, vào đầu tháng, chúng tôi đã đạt được hỗ trợ DREP đầy, đầy đủ trên San cho Net một số spo và delib đã bắt đầu tham gia san cho net nhưng chúng tôi vẫn tích cực tìm kiếm để con số này tăng lên ngoài ra chúng tôi đã giới thiệu các loại tính năng mới bây giờ bạn có thể thực hiện rút tiền khỏi quỹ trên sàn cũng như sử dụng mục info để tiến hành các cuộc thăm dò ẩn danh chúng tôi mong được gặp tất cả các bạn trên san cho net đó là tình hình của chúng tôi bây giờ thực sự thú vị đặc biệt là về ngân quỹ và những giao dịch rút tiền tôi chắc chắn rằng điều đó đang nhận được rất nhiều thử nghiệm các tính năng mà họ có thể mong đợi tiếp theo là gì và bỏ phiếu đồng tình hoặc phản đối đối với các đề xuất xác định tính hợp pháp của nó Chúng tôi cũng đang làm việc trên các hợp đồng thông minh cho DeRib và cho Ủy ban Hiến pháp và Hiến pháp chính nó. Ủy ban Hiến pháp sẽ trả lời Hiến pháp. Tôi biết rằng có rất nhiều sự hào hứng chờ đợi về việc điều đó sẽ trông như thế nào trong thực tế vào năm 2024. Tôi đã thấy một số bài viết về một Hiến pháp hiện tại trên Sanchonet, điều đó khá thú vị bạn đã dành thời gian để đọc qua nó chưa? vậy bạn đang nói về những chiếc nón lưới chai và mũ cao bồi đúng không? đúng vậy. như bạn có thể thấy, ngày hôm nay tôi đang đội một chiếc lưới chai có thể chấp nhận được trên sàn cho nét. Tuy nhiên, trang phục truyền thống là mũ cao bồi, mà nó lại không phù hợp với tai nghe của tôi. Thật đáng tiếc, tất cả chúng tôi đều thích nhìn thấy bạn trong chiếc mũ cao bồi. Trở lại việc tham gia của cộng đồng, bạn đã đề cập rằng vẫn còn chỗ cho nhiều người hơn và rõ ràng. Trong ghi chú của chương trình, mọi người sẽ có thể tham vẫn còn chỗ cho nhiều người hơn và rõ ràng trong ghi chú của chương trình, mọi người sẽ có thể tham gia và có cơ hội tìm ra con đường của họ. Liệu bạn có thể cho chúng tôi biết một chút về một số thành viên cộng đồng đang tham gia hiện nay không? Chúng tôi đã có một số FPO xuất hiện trực tuyến, bao gồm một số OGS từ thời ITN cũ. Đề ghép cũng đã tham gia để bắt đầu bỏ phiếu. Thú vị nhất là chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng đột biến của những người xây dựng tham gia trực tuyến. Ví dụ, Chúng tôi còn xin đã hoạt động trên sàn cho NET, Blog Frost đã tích hợp với nó, và GopTool cho phép mọi người có cái nhìn tổng quan về các đề xuất. Cách bỏ phiếu cho họ, cách các đại biểu đã bỏ phiếu trong quá khứ và hồ sơ hoạt động của họ trông như thế nào. Rất thú vị khi thấy nhiều thành viên mới trong cộng đồng xuất hiện, và chúng tôi rất mong chờ có thêm nhiều người nữa tham gia, điều đó xảy ra ngày càng nhiều hơn. Bạn đã đề cập đến ghép và tầm quan trọng của vai trò này với hệ sinh thái đặc biệt trong việc xem xét một mô hình quản trị thực sự phi Sanchonet hiện nay như thế nào. Khi Sanchonet chuyển từ chỉ sử dụng CLI và đòi hỏi nhiều sự tập trung kỹ thuật sang việc có nhiều công cụ thân thiện với người dùng hơn để tương tác, chúng tôi hy vọng sẽ thấy sự gia tăng đáng kể về Derib. Chúng tôi dự kiến sẽ thấy một số Derib sẽ tham gia vào Mainnet trong những tháng tới. Vậy, Sam, chúng ta điều hướng đâu sau Sanchonet? Hiện tại, nhóm phát triển đang làm việc để hoàn thiện hoàn thành các tính năng cuối cùng, cải thiện hiệu suất và tiến hành kiểm tra một loạt các bài kiểm tra tự động thú vị mà nhóm Ledger đã thực hiện. Chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể và đang chuẩn bị cho việc phát hành mainnet. Sau khi chúng tôi đạt được việc phát hành mainnet này, chúng tôi sẽ chuyển từ giai đoạn san cho net sang giai đoạn Volte trên mainnet. Những quyết định này sẽ có tác động lớn đến hệ sinh thái. Đó là một thời gian cực kỳ thú vị và quan trọng để cộng đồng đến với nhau trên san cho net để kiểm tra kỹ lưỡng nó giai đoạn thử nghiệm quan trọng này là then chốt trong các cuộc thảo luận của chúng tôi ở edinburgh một số ở edinburgh một số thành viên cộng đồng đã bày tỏ sự vui mừng về việc thử nghiệm quản trị và đẩy các giới hạn của nó để hiểu tốt hơn liệu chúng ta đã thấy bất kỳ thử nghiệm thú vị nào đang thách thức hệ thống theo cách mới và sáng tạo chưa cho đến nay mọi thứ đều ổn tuy nhiên chúng tôi dự đoán sẽ gặp nhiều thách thức như vậy khi chúng ta tiến đến hoàn thiện tính năng đặc biệt là khi hợp đồng thông minh được giới thiệu nếu bạn chưa tham gia chúng tôi khuyên bạn nên tham gia và kiểm tra kỹ lưỡng để xác định bất kỳ vấn đề nào cho phép chúng tôi giải quyết chúng trước khi đến Menet Sam làm thế nào mọi người có thể tham gia nhiều hơn với San cho Net nơi đầu tiên bạn có thể ghé thăm là San cho Chấm Network đây là một trang web đóng góp nguồn mở nếu bạn muốn đóng góp tài liệu bạn có thể lấy kho lưu trữ và gửi các yêu cầu của riêng bạn sau đó bạn có thể khám phá phần công cụ cộng đồng trên trang web để xem xem ví yêu thích của bạn có được hiển thị không. Nếu có, bạn có thể sử dụng ví đó để kết nối với Sanjonet. Cuối cùng, bạn nhiều thành viên khác trong cộng đồng trong thời gian thực. Sam, rất thú vị khi được dành thời gian với bạn hôm nay. Chúng tôi đang mong đợi thấy các thành viên cộng đồng tham gia vào Sanjonet. Dưới đây, trong các ghi chú chương trình, bạn sẽ tìm thấy các liên kết khác nhau để tham gia và tham gia vào kho lưu trữ mạng thử nghiệm vui lòng liên hệ, kiểm tra các ghi chú của chương trình và tham gia ngay hôm nay. Cảm ơn bạn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe chúng tôi. Chúng tôi háo hức dự đoán sự hiện diện của bạn trên San kết nối với một số thành viên cộng đồng các đa nô yêu thích của bạn. Hãy tham gia cùng chúng tôi tại hai sự kiện rất thú vị, NFT10 ở Las Vegas và Hội nghị Thượng đỉnh các đa nô ở Dubai. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp bạn ở đó. Nếu bạn muốn giúp xây dựng các cơ chế cho phép quản trị on trên trong hệ sinh thái các hãy tham gia thông qua các liên kết bên dưới. Cho dù bạn là một SPO hay là một DEAP đầy tham vọng, có chuyên sâu về kỹ thuật hay không, Sanchonet vẫn tiếp tục phát pi đầy tham vọng, có chuyên sâu về kỹ thuật hay không, Sanchonet vẫn tiếp tục phát triển hàng tuần. Hãy tìm hiểu và xem xét bạn muốn đóng góp như thế nào. Nói về sự đóng góp cho các cộng đồng đã tụ họp tại Denver, Colorado, vào tháng 8 cho sự kiện Gia Evo Hello, Như thường lệ, warm, đội ngũ IOG đã có mặt cùng với đội ngũ truyền Evo. thông của just chúng tôi. Chúng ta hãy cùng theo dõi những gì đang there. diễn ra. Hi, chào mừng bạn đến với Colorado đầy nắng và ấm áp. Chúng, chúng tôi ở đây tại sự kiện Evo cách đó không xa những dãy núi góc kỳ đâu đó ở đằng kia. IOG đang ở đây, quý các Dano ở đây, Emmergo ở đây, Intersect, tổ chức mới dựa trên thành viên các Dano cũng đang ở đây, chúng tôi ở đây để nói về Volte, quản trị, để giới thiệu cộng đồng phát triển cho Sanzonet và MLab là một công ty tư vấn cung cấp một loạt các dịch vụ. Nhu cầu khách hàng của chúng tôi là sự phát triển của các ứng dụng desktop hoặc tùy chỉnh. Khách hàng đến với chúng tôi, chia sẻ tầm nhìn của họ, sản phẩm họ muốn tạo cho mọi người hoặc người dùng chảy mà họ dự định cung cấp cho cộng đồng. Chúng tôi bàn bạc với họ và suy nghĩ về cách thiết kế ứng dụng hoặc giao thức hợp đồng thông minh. Sau đó, chúng tôi cung cấp cho các nhà phát triển để viết mã hợp đồng thông minh, mã phụ trợ, tích hợp nền tảng và tất cả các thành phần liên quan. Tôi thấy rất tiềm năng mọi người cảm thấy như chúng tôi rất gấp rút để hoàn thành việc xây dựng và sẵn sàng kịp thời cho cuộc vận hành bộ tiếp theo. Thật thú vị bởi vì trong lần cấp vốn gần đây mọi người đều vội vã đưa ra những lời hứa và không thể thực hiện được nhưng bây giờ các dự án quản lý để gây quỹ minh bạch quỹ tổ chức cấp vốn thành công ngay cả trong chu kỳ giá xuống họ có thể dành thời gian để đảm bảo đó là một sản phẩm chất lượng và xếp hàng khi tia lửa bùng cháy đó là thời gian và mọi người đã sẵn sàng cho nó chúng ta có thể lăn lộn mọi thứ một cách trơn tru Intersect và Volte có ý nghĩa rất lớn đối với Mlabs và nhiều thực thể khác đã xuất hiện trên các Dano. Chúng tôi đã trưởng thành như một hệ sinh thái và bây giờ có những công ty và tổ chức vượt ra ngoài các Dano Foundation, IOG và Emogou đã sẵn sàng và sẵn sàng tiếp nhận sự quản lý tương lai của các Dano. Phát biểu thay mặt cho Mlabs, chúng tôi rất vui mừng được tham gia. Điều làm tôi vui mừng về Volte và Intersect là kết quả của các cuộc thảo luận của chúng tôi có thể tác động sâu vào các quyết định được đưa ra tại lớp quản trị của các đa Tài nguyên có thể được phân bổ để giải quyết các vấn đề đó và cải thiện hệ sinh thái. Và khi những người tham gia tham gia vào các cuộc thảo luận đó, họ biết điều đó dẫn đến một cái gì đó có ảnh hưởng. Tên tôi là Chim và tôi là một người đam mê các đa nô. Tôi làm việc toàn thời gian như một nhà tư vấn trong lĩnh vực, tập trung vào quản lý sản phẩm, thiết kế hệ thống, kiến trúc phần mềm, khoa học dữ liệu, phát triển thuật toán, vân vân. Tôi cũng là một tác giả đề xuất cải tiến và đã nộp đơn xin tài trợ Catalyst cho một dự án Hydra. Tôi rất vui mừng về các sáng kiến khác nhau chẳng hạn như Intersect và tôi đã ứng dụng như một cá nhân. Tôi rất mong được thấy con đường nó sẽ đến. Đó là một cách tiếp cận tuyệt vời để phát triển hệ sinh thái. Phi tập trung quản trị và cho phép những người tham gia cá nhân như tôi có tiếng nói về các ưu tiên dựa trên kinh nghiệm và quan điểm của chúng tôi tôi là matt ploman và tôi là steve fisher cto chúng tôi đang xây dựng usern một stable coi được hỗ trợ bởi fiat trên các dano đó là một tài sản bản địa các dano được hỗ trợ một từ một với usd và tài khoản ngân hàng của hoa kỳ chúng tôi đã tích hợp charlie ba oracle vào chính sách tiền tệ và mỗi usern được đúc sẵn được xác minh on trên để có đủ dự trữ ủng hộ nó Khoảng cách hiện tại mà chúng tôi đang cố gắng lấp đầy là vấn đề một tâu cừng đó. Chúng ta đã có DZ, một stable coi thuật toán, và nó không hoàn toàn là một stable coi được hỗ trợ bởi Fiat. Nếu bạn nhìn vào Ethereum, họ có Tether và USD, và số lượng doanh nghiệp họ làm với các stable coi này gấp hơn 20 lần so với các stable coi thuật toán của họ. Và có rất nhiều tiềm năng và chỗ cho một stable coi được hỗ trợ bởi Fiat để mang lại sự ổn định tương tự như những gì các chuỗi khác đang trải qua, cho các đa nô. Điểm nhấn này cần phải giải quyết là làm giảm sự biến động của cặp tài sản. Hiện tại, nếu token dự án của một công ty đang giao dịch so với ADA, thì đó là một giao dịch token dễ biến động so với token dễ biến động khác. Nhưng nếu đó là giao dịch chống lại một stable coi như USN, thì rủi ro của token đó sẽ được bao gồm tốt hơn trong giá của token đó làm giảm sự biến động của ADA. Nếu chúng tôi có thể thực hiện fiat trực tiếp để ổn định, thì bạn chắc chắn có thể phân biệt điều đó. Chúng tôi đã tham gia Intersect hay chưa? Có. Chúng tôi, chúng, tôi, chúng tôi đã tham gia Intersect. Chúng tôi... Chúng tôi đã tham gia Intersect ngay khi email được gửi vào hộp thư đến của tôi. Tôi đã đăng ký sớm để nhận thông báo. Và ngay khi chúng tôi có thể... Chúng tôi đã làm... Tôi nghĩ rằng USM Stablecoin, dự án máy hẻm nói chung, sẽ đại diện cho một cầu nối thực sự giữa chết phi và để phi trong hệ sinh thái và khi chúng tôi làm việc trong quá trình ra mắt sản phẩm được quy định là stablecoin và có lẽ các sản phẩm được quy định khác trong tương lai Chúng tôi thực sự có thể là một lực lượng chính thức hóa trên bờ lóc trên để giúp ứng dụng các Dano bên ngoài Crypto Centric Vũ trụ thông qua Intersect. Chúng tôi hy vọng rằng sự đóng góp của chúng tôi có thể là một trong những quan điểm từ cả hai thế giới. Tên tôi là Patrick. Tôi là người sáng lập của Maker. Tôi đã bắt đầu tại Maker hai năm rưỡi trước tại các Dano và chúng tôi đã đúc 25 phần trăm tất cả các token on trên tôi nghĩ rằng phần mà tôi tự hào nhất về cơ bản là maker đã cho phép rất nhiều dự án khác trị vào lĩnh vực chúng tôi đứng sau rất nhiều dự án và điều đó thực sự tuyệt vời bởi vì chúng tôi đang trao quyền cho người khác và điều đó chỉ cảm thấy tuyệt vời đó không phải là về thành công của chúng tôi đó thực sự là về sự thành công của toàn bộ hệ sinh thái tôi tin rằng công cụ và cơ sở hạ tầng cho quản trị là vô cùng quan trọng bằng cách có công cụ phù hợp, bạn đang thiết lập giai điệu của quản trị. Và tôi tin như nếu chúng tôi bắt đầu và chúng tôi xây dựng các công cụ phù hợp ngay từ đầu cho phép minh bạch và cho phép bạn thực sự tham gia vào quản trị ở cấp độ sâu hơn. Đối với cá nhân tôi, Volte là vô cùng quan trọng. Bạn biết đó là lý do tại sao tôi đến các đàn nô ngay từ đầu. Tôi tin vào ý tưởng quản trị phi tập trung và tôi nghĩ rằng nó đang mở ra rất nhiều cơ hội. Bây giờ, tất nhiên, quỹ tài trợ đã có sẵn cho các danu nhưng nó cũng chỉ là bước đầu tiên hướng tới một chính phủ toàn cầu đó là một điều thực sự có sức mạnh đó là một chính phủ không bị ràng buộc với bất kỳ quốc gia nào nhưng thực sự chỉ bị ràng buộc với những người sử dụng mạng và điều đó thật tuyệt vời vì bạn có thể làm rất nhiều với nó từ quan điểm của tôi tôi nghĩ rằng iog đã đặt lớp cơ sở giống như những thứ nền tảng và rất nhiều điều rất quan trọng mà chúng ta đang sử dụng mỗi ngày có thể là plotus, tất nhiên là như vậy và tất cả các loại công cụ này DBV. Bây giờ những gì đang xảy ra là cộng đồng đang tăng cường ngày càng nhiều và sở hữu các phần của điều này. Và ví dụ, giống như biểu tượng không phải là một dự án IOG. Đó là một dự án cộng đồng hiện đang được CF tài trợ và điều đó thật tuyệt vời vì nó giống như một sự thay thế thực tế. Nhóm Indigo đã tập trung gần đây hơn rất nhiều vào các đóng góp nguồn mở và chúng tôi đã làm việc thực sự gần gũi với nhóm biểu tượng hỗ trợ các vấn đề viết prs ngoài ra chúng tôi cũng đã viết một sdk đếch nguồn mở để bạn có thể tương tác với minswap musli hoán đổi sanda swap wifi tất cả đều sử dụng sdk typescript với bất kỳ kết thúc ngược nào bạn muốn sử dụng và đó là tất cả các nguồn mở chúng tôi đã thấy rất nhiều sự hợp tác của cộng đồng về điều đó giống như mọi người đang đến trong việc xây dựng bot Họ là những người tổng hợp nguồn mở từ FDK của chúng tôi và chúng tôi đã thấy sự gia tăng về khối lượng và tổng thể TVL cho các ứng dụng và dexer trên các dano. Một trong những điều về Hydra mà chúng tôi đã học được là cách họ thực hiện chu kỳ quản lý dự án hợp tác mở này và đó là một cơ hội rất tốt để chúng tôi xem làm thế nào chúng tôi có thể đưa ý tưởng đó và tích hợp nó vào cộng đồng của chúng tôi và nhận được cộng đồng của chúng tôi tham gia vào việc phát triển các hợp đồng thông minh của chúng tôi cơ sở hạ tầng ọp trên của chúng tôi, những thứ như thế. Và chúng tôi thực sự hài lòng với nhóm Hydra và cách họ đã thực hiện quản lý dự án nguồn mở và chỉ là nguồn mở nói chung. Chúng tôi đang cố gắng lấy một số ý tưởng từ đó và cố gắng học hỏi từ họ. Từ các cộng đồng mà tôi đã làm việc trong hệ sinh thái các Cardano, nó chỉ khiến tôi cảm thấy rất tự tin. Trong ba năm mà tôi đã tham gia, số lượng tiến bộ mà cộng đồng DEV đã đạt được và thậm chí không chỉ là cộng đồng DEV mà là người khác. Chỉ là sự lãnh đạo của cộng đồng và các nhóm đưa ra những lựa chọn tốt và mọi thứ thực sự đã phát triển rất nhiều. Tôi đã nói điều đó làm tôi ngạc nhiên, đặc biệt là trong năm ngoái, mọi thứ đã bắt đầu phát triển nhanh như thế nào và tiến bộ bao nhiêu. Chúng tôi đã có thể nhìn thấy và nó khiến tôi cảm thấy thực sự tự tin. Ngay từ khi bắt đầu các Dano luôn được xác định rõ ràng bởi một lộ trình kỹ thuật từ sự khởi đầu của Byron, vào Silay, vào Gâu Ghén, vào Ba và tất nhiên, tất nhiên, vào kỷ nguyên Volta. Vậy điều đó có ý nghĩa gì? Vâng, nó có nghĩa là sự tham gia của cộng đồng như chúng ta chưa từng thấy trước đây. Tôi là Sam Lerner, người đứng đầu sản phẩm cho các Dano Cortex tại IOG và tôi chủ yếu chịu trách nhiệm ra mắt Sam cho Net. Đây là mạng test Net của chúng tôi cho ship 1694. Sanchonet là testnet phát triển mới được thiết kế đặc biệt để giúp xây dựng một số tính năng và chức năng quản trị cho thế hệ các -no tương lai. Sam Lezer ở đây, và anh ấy đã đề mô trong một hội thảo chính xác những gì Sanchonet có thể làm với 1.694 trên testnet. Tôi nghĩ rằng thật thú vị khi chúng tôi có thể bắt đầu thử nghiệm với các đại diện được ủy quyền. Tất cả chúng ta cần phải là một phần của điều này. Nếu chúng ta không phải là một phần của nó thì nó không hoạt động, phải không? Chúng tôi tin rằng một trong những chìa khóa cho sự thành công của Volte sẽ là các cá nhân hiểu trách nhiệm của họ trong hệ thống đó. Đây là sự hiện thực hóa của một triết lý. Đây thực sự là chúng tôi tạo ra quốc gia kỹ thuật số này san cho network là trang web và sbo có thể đăng ký để có được thông tin mới nhất và đóng vai trò của họ trong việc xây dựng tương lai của quản trị cho các dano và mithrin và hydra là các giải pháp khả năng mở rộng và một phần về mặt kỹ thuật của kỷ nguyên basso của lộ trình nhưng khi chúng ta chuyển sang kỷ nguyên của volta khả năng mở rộng sẽ quan trọng hơn bao giờ hết khi các dano thực hiện hành trình từ một dự án thành một quốc gia kỹ thuật số thực sự và Sebastian và Arno từ các đội Mytherin và Hydra cũng ở đây tại sự kiện Re Evo với một hội thảo đặc biệt để giúp các nhà phát triển thiết lập Hydra hết đầu tiên của họ và gửi giao dịch đầu tiên của họ bây giờ nó không chỉ dừng lại ở những bản hướng dẫn chúng tôi đã thấy nhiều người thử nghiệm mở hydra hết đầu tiên của họ nhưng điều đó nhanh chóng phát triển thành một phiên tương tác nhiều hơn với hydra bạn có thể thực hiện một quy trình đấu giá trong hydra hết và cung cấp xác nhận giá thầu nhanh hơn nhiều có rất nhiều nhà phát triển các Dano cao cấp trong căn phòng mà tôi tôn trọng. Nó vẫn là công nghệ rất mới và để thấy những người đã thực hiện nó giống như tôi đã thấy họ trực tuyến và thật tuyệt khi thấy mọi người đối mặt và nó cũng cảm thấy như vậy. Justin đã đề cập rằng chúng tôi thực sự đang cố gắng giảm việc sử dụng bộ nhớ UTXO và thật tuyệt khi biết rằng chúng tôi thực sự hạ thấp rào cản để nhập cảnh cho rất nhiều nhà phát triển mới đến theo nghĩa đen ngay bây giờ tôi đang xác nhận một snapshot mithrin trên máy tính của mình để vận hành hydra HEP, và tất cả đều đến với nhau các sự kiện như sự kiện ZE Evo luôn là một lời nhắc nhở tuyệt vời về niềm đam mê quyết tâm khả năng phục hồi sự đổi mới và các kỹ năng mà chúng ta có trong cộng đồng mã và khi chúng ta bước vào kỷ nguyên volta và con đường của chúng ta hướng tới quản trị thực sự phi tập trung Chúng ta có thể yên tâm rằng chúng ta có tất cả những người chúng ta cần ở đây để làm cho nó thành công. Và nhóm đào tạo IOG đã ở trên mặt đất ở Nairobi, Kenya, vào tháng 8, giảng dạy các nguyên tắc cơ bản của hắc cử, ở lơ tớt và ma y cho các nhà phát triển bờ lóc trên đầy tham vọng địa phương. Khóa học là sự hợp tác với trung tâm bờ lóc trên châu Phi, người vui lòng giúp tạo điều kiện tại văn phòng của họ và bảo mật người tham gia cho một chương trình đào tạo 10 tuần. Là Robertino và Karina của IOG đều tham gia vào việc giảng dạy hắc cử và các nguyên tắc cơ bản hợp đồng thông minh cho nhóm trong 2 tuần trong lớp học, sau đó là 8 tuần đào tạo ảo. Hãy cùng tìm hiểu xin chào, tôi tên là l r Tôi là một nhà toán học, và tôi là giám đốc đào tạo cho iog ngay bây giờ tôi đang dạy một khóa học hắc cử ở kenya và iog là một công ty kỹ thuật chủ yếu làm công nghệ bờ lóc trên và đặc biệt chúng tôi là công ty kỹ thuật đã xây dựng bờ lóc trên các dano bờ lóc trên các nô khác với các bờ lóc trên khác vì nó hoàn toàn tuân theo phương pháp khoa học và chúng tôi thực sự dựa trên mọi thứ chúng tôi làm về khoa học chúng tôi có hàng trăm bài viết khoa học được xuất bản và rất nhiều nhà khoa học làm việc cho chúng tôi chúng tôi hợp tác với nhiều trường đại học trên toàn thế giới và quy trình của chúng tôi thường là các nhà nghiên cứu đầu tiên của chúng tôi nghiên cứu một chủ đề hoặc thuật toán mới hoặc bất cứ điều gì và xuất bản nó và sau đó một khi nó được xuất bản các kỹ sư của chúng tôi sẽ đưa nó và chuyển đổi nó thành phần mềm và chúng tôi tin rằng chúng tôi có một mức độ bảo mật rất cao vì điều này. Hắc cử là một ngôn ngữ lập trình hơi kỳ lạ và điều đó rất quan trọng đối với các Dano vì hầu hết công nghệ của chúng tôi được xây dựng tại Hắc cử. Và cũng là ngôn ngữ hợp đồng thông minh hàng đầu của chúng tôi về cơ bản là một phiên bản của Hắc cử, hoặc ít nhất là được triển khai và thậm chí mặc dù ngày nay bạn cũng có thể sử dụng các ngôn ngữ khác như python để lập trình nhưng điều quan trọng là phải biết ít nhất một chút về hắc cừ nếu bạn muốn nghiêm túc về các đano và chúng tôi tập trung vào hắc cử trước, và sau đó trong nửa sau của khóa học, chúng tôi chuyển sang ngôn ngữ hợp đồng thông minh của các đa nô. Nhưng hắc cử, tôi nghĩ, cũng có giá trị theo cách riêng của nó, ngay cả khi bạn không bao giờ kết thúc việc phát triển bất cứ thứ gì trên bờ lóc trên. Nó cung cấp cho bạn một quan điểm mới mẻ về các vấn đề và giải quyết vấn đề các đồng nghiệp của tôi và tôi thực sự khá hạnh phúc vì chúng tôi có rất nhiều câu hỏi thú vị. Điều này luôn dễ chịu hơn nhiều đối với một giáo viên. Nếu có phản hồi và câu hỏi, xin hãy gửi cho chúng tôi. Chúng tôi rất vui để được trả lời. Tôi nghĩ rằng những phần thách thức nhất là những phần rất trừu tượng. Tôi luôn tin rằng cách tốt nhất để dạy những điều như vậy là bằng cách đưa ra nhiều ví dụ bởi vì sau đó sự chiều tượng này dường như không lãng phí. Bạn sẽ thấy lý do tại sao cần có các phần chiều tượng đó. Và đối với các monad đặc biệt, tôi đã dành nửa đầu bài giảng không đề cập đến các monad và chỉ đưa ra nhiều ví dụ đa dạng không có gì để làm. Chủ yếu là với nhau hoặc với các đơn vị. Nhưng sau đó bạn thấy một mô hình phổ biến hy vọng và điều đó thúc đẩy sự giới thiệu của sự chiều tượng này. Tôi luôn cố gắng dạy với rất nhiều ví dụ nếu có thể bởi vì nó làm cho nó trở nên thú vị hơn cả đối với tôi và các sinh viên. Tên tôi là ghép từ công Gucci và tôi là CEO của trung tâm block trên châu Phi. Chúng tôi được thúc đẩy bởi tầm nhìn đào tạo 10.000 kỹ sư block trên trong 5 năm tới. Chúng tôi làm điều này thông qua các trụ cột chính của chúng tôi. Đầu tiên là xây dựng năng lực trong block trên và dịch vụ. Ý tôi là nếu bạn đào tạo tất cả các năng lực này và họ không có việc làm thì rõ ràng chúng tôi đã thất bại. Trụ cột quan trọng thứ hai thúc đẩy chúng tôi là phát triển sản phẩm, một lần nữa được thúc đẩy bởi trụ cột thứ ba, nghiên cứu và phát triển. Nếu bạn nhìn vào công nghệ các Dano, các Dano là một trong những giao thức blockchain tốt nhất với các bản hách tối thiểu. Tại sao? Bởi vì tất cả mọi thứ, hoặc thậm chí là ngăn xếp quan trọng của giao thức được viết, đang được điều khiển bởi nghiên cứu, tất cả tính xác minh về mặt các bài viết trắng được viết bởi các giáo sư để tạo bảo mật lớp tính toán an toàn của giao thức là có thể kiểm chứng được và đây là chìa khóa cho chúng tôi chương trình khá chuyên sâu có những đánh giá hàng tuần vào cuối mỗi tuần và tại mỗi dòng cụ thể của một chủ đề có nhiều bài tập mà họ phải làm để đánh giá mức độ năng lực và sự hiểu biết của họ để các giảng viên có thể đánh giá quá trình học tập của người học và xem làm thế nào họ có thể sửa đổi nó để đảm bảo rằng người học không bị mất tập trung quá trình học tập và họ có thể điều chỉnh nó vào cuối mỗi tuần cụ thể để nó nắm bắt các mục tiêu học tập cho mỗi người học quá trình học tập bao gồm các đánh giá ở mỗi cấp độ cụ thể và đối với một số khía cạnh bạn có thể có các bài tập hàng tuần mà họ cần gửi qua một lớp học github điều đó đảm bảo rằng các giảng viên có thể đánh giá quá trình học tập của sinh viên cụ thể và thậm chí đưa ra phản hồi. Điều này có thể giúp học sinh cải thiện quá trình học tập của họ. Xin chào, tôi tên là Karina. Tôi đến từ Mexico và tôi là một phần của IOG. Chúng tôi có một mối quan hệ đặc biệt với châu Phi. Tôi nghĩ rằng tôi có thể chọn hai vấn đề chúng tôi có thể giải quyết với các Dano. Một là tài chính vì bạn có thể quản lý tiền của riêng bạn bất cứ nơi nào bạn muốn nếu bạn muốn gửi một số giao dịch đến một phần khác của thế giới bạn có thể thực hiện hợp đồng thông minh vì bạn là chủ sở hữu thanh khoản của mình chúng ta có thể phát triển rất nhiều thứ với pờ lơ tớt bởi vì đây là một công cụ mạnh mẽ chuyên về hợp đồng thông minh chúng tôi có cơ hội tạo ra sự khác biệt trong các ngành công nghiệp khác nhau đào tạo sức khỏe và quản trị chúng tôi có thể giới thiệu rất nhiều thứ Tên tôi là Robertino Martinez. Tôi là một kỹ sư người Argentina, và tôi là một phần của nhóm đào tạo ở Input Output. Cardano là một trên có bằng chứng cổ phần mà chúng ta gọi là thế hệ thứ ba. Nó có các tương tác lập trình, hợp đồng thông minh khả năng mở rộng và được phi tập trung hoàn toàn. Công việc chính của chúng tôi cho nhóm đào tạo là tạo ra các nguồn lực nguồn mở miễn phí cho mọi người để học và xây dựng trên nó. Quanh khắc tôi quan sát thấy sự đột phá cho các sinh viên là khi họ đặt câu hỏi về những gì xảy ra tiếp theo sau bài học thực tế. Điều đặc biệt thú vị khi một sinh viên nhận thấy giới hạn của một chủ đề và sau đó cố gắng đẩy nó và đó thực sự là bài học tiếp theo và bạn có thể cảm thấy rằng họ thực sự theo dõi. Tôi thích các Dano bởi vì trước hết chi phí giao dịch của các Dano thấp hơn đáng kể so với các mạng khác. Thứ hai, mức tiêu thụ năng lượng của các Dano cũng ít hơn. Ngoài ra, nó giới thiệu một ngôn ngữ mới gọi là Hắc Cử. Là một nhà phát triển, tôi luôn thích học những điều mới và với các Dano, nó mở ra một liên doanh mới cho tôi. Là một nhà phát triển. Tôi thích sự tiến bộ của việc học hắc cử từ các loại sang nhà xây dựng. Chúng tôi đã kết thúc ngày hôm qua với các nát input output và cả máy chủ. Đối với tôi, tôi thích sự mô hình toán học đằng sau hắc cử. Tôi cũng thích thực tế rằng các nguyên tắc của nó dựa trên một cái gì đó hoàn toàn khác với những gì chúng ta làm theo Web3. Vì đây là lần đầu tiên tôi mạo hiểm vào Web3 và tôi cũng bị cuốn vào toán học, tôi có thể nói, nói chung, đó là một chủ đề khá thách thức. Hắc cử bản thân nó có khối lượng kiến thức lớn, nhưng với sự giúp đỡ, tôi nghĩ rằng hầu hết các câu hỏi tôi đã được giải quyết. Với các tài liệu nội dung được đưa ra sau, tôi nghĩ rằng mọi thứ được đặt đơn giản cho tôi trong tương lai. Lời khuyên của tôi cho bất cứ ai muốn bắt đầu với các dano là bắt đầu. Động lực của bạn để học các dano nên là một yếu tố thúc đẩy bạn thông qua học viện học tập và hoàn thiện các dano. Và xin chúc mừng tất cả các sinh viên hiện đang hoàn thành khóa học. Tất nhiên, một lời chúc mừng lớn đến ABC, La, Robertino, Karina và mọi người khác làm việc để làm cho các Dano có thể tiếp cận với cộng đồng ở khắp mọi nơi. Điều đó đã được thực hiện vào tháng 9, nhưng trước khi chúng ta tiếp tục, một vài điều bạn có thể đã bỏ lỡ trong tháng này, nhóm LACE đã phát hành nhiều lần vào bản Beta trong đó người dùng lace có thể phân chia đại diện ada của họ cho đến năm chuồng riêng biệt hãy xem các bài viết trên blog của ví lace để tìm hiểu thêm về điều này có một video tuyệt vời về tính năng từ farad tại đề app central và hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra kênh của anh ấy nếu bạn không phải là người xem thông thường tháng trước chúng tôi đã có máu rezo từ nhóm midnight trong chương trình để cung cấp cho bạn những người đứng đầu trong buổi ra mắt midnight devnet đang đến gần không quá muộn để thể hiện sự quan tâm của bạn khi tham gia điều đó, và hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra liên kết bên dưới. Nhóm chúng tôi sẽ đến NFT 10 vào cuối tuần này tại Las Vegas tuyệt vời. Và nếu bạn cũng ở đó, chúng tôi hy vọng sẽ gặp bạn tại sự kiện. Hãy ghé qua nhóm IOG và nói xin chào. Bạn có cơ hội thảo luận với nhóm Lace, những người giúp tổ chức dựa trên các thành viên khởi động Intersect, và nhiều hơn nữa chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một số cập nhật về tháng tới. Đó là nội dung cho các Dano 360 của tháng 9 hẹn gặp lại các bạn trong Carano 360 của tháng 10.